và mình đang ở phố đi bộ Sơn Tây ngay gần nhà mình đây. Bây giờ đã là 8 giờ rồi. Sân khấu ánh đèn rực rỡ luôn chưa? Trung thu thành cổ Sơn Tây Sư Đoài. Đây, tối trận nhà thi đấu đây. Xong chưa? Mình thấy chương trình ca nhạc của các em nhỏ diễn ra từ lúc 7 giờ hơn một tí, 7 giờ 15, 20 đã thấy em đã chơi các trò chơi rồi ấy. Nhưng mà đến tầm 8 giờ khách mời mới đến này. Rồi là không biết là còn như chương trình gì nữa, còn lên đây hát múa, còn đây có cả một lần múa giờ chẳng biết có ở đây không. Đây, những chơi quanh ở đây không? Hay là từ chiều nay thì trời ra ngớt mưa và 4 giờ không có mưa và mình có chuẩn bị dùng sức dọn hàng ra phía bên rìa của phố đi bộ ấy. Đấy, và may tối nay là trời và không có mưa và hy vọng rằng là sẽ đủ thời gian để cho các bé biểu diễn cái chương trình mà nghe tâm vất và tập luyện trong thời gian vừa qua. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cho nó cân cái hình. Wow. Cho em đi nhờ chứ. Nhà cách có 3 bước chân nhưng mà lại đi muộn. Nếu dòng ở xa quá thì sẽ không quay được, đứng gần quá thì mới chỗ vào thôi. Thank you.
tôi đi thấy anh một sáng hôm nay là xíu để muốn cho từng đâu lớp vừa buồn mà đây là một sáng điều gì màu hồng và dầu màu vàng và hai phân lưng của phường Lê Lợi đã biểu diễn hết sức là nhiệt tình. Ban tổ chức đêm Trung thu thành cổ Sơn Tây xứ Đoài năm 2023, chúng tôi xin thông báo để tổ chức chương trình Trung thu thành cổ Sơn Tây vui và cho các em thiếu niên nhi đồng có được những đêm hội vui trung thu bổ ích và lý thú. Hiện nay vào giờ khắc này 15 trên 15 phường xã đang tổ chức cho các xe đèn mô hình các con linh vật và tổ chức vui chơi phá cỗ ở các xã phường. Đối với thị xã Sơn Tây tại khu tuyến phố đi bộ ngày hôm nay có chương trình biểu diễn lân sư rồng của các đội trên địa bàn thị xã Sơn Tây.